Bình thường thì ở nhà em thường tâm sự với mẹ nhất, thì không biết hai cô gái thường tâm sự với ai ạ? Thi thì thường hay tâm sự với mẹ, thì lúc nào mẹ cũng hay gọi Thi để học ở xa mà. Thư thì Thư không có thói quen tâm sự với người khác, cho dù là ba mẹ cũng vậy, tại vì em luôn luôn sợ ba mẹ em có cảm giác lo lắng cho mình. Nhưng mà có cái lúc nào mà buồn nhất hoặc là vui nhất thì cái người em nói là ai? Bạn thân? Nhưng mà nói chung là cái kiểu em cũng gọi là em kiểu sống theo kiểu người nội tâm á, nên em thường giấu hơn, ít khi em chia sẻ những cái như kiểu vui hay buồn như im lặng cười cười. Dạ. Chà, cô bé này là cũng hơi khó làm quen nha. Vậy vậy em có muốn tâm sự với anh không? Bạn số 2 sẽ tập cho em tâm sự bằng cách là bạn ấy sẽ tâm sự với em, biết đâu em lại muốn chia sẻ lại thì sao, được đúng không? Cũng có thể. Cũng có thể thôi, đúng không? Quá rồi, còn gì nữa mà thể với không đồ. Có đâu, cũng có thể thôi em. Cũng có thể mình sẽ không tâm sự được với người bạn đời mà mình sẽ tâm sự được với người bạn thân. Kinh nghiệm chị luôn. Dạ. Có thể cái câu chuyện đó mình không nói được với người bạn đời là tại vì mình nghĩ là họ hiểu mình rất nhiều, mà tại sao tới cái chỗ này họ lại không hiểu nữa. Mình không có trách người ta, nhưng mà mình không biết nói như thế nào để mở câu chuyện. Cô bé này thú vị lắm đó. Nếu mà quen được cô bé này cũng phải khai thác dữ lắm. Tại vì mỗi người sẽ có một cái tánh nết khác nhau. Có nhiều người ta cái gì người ta cũng giấu hết. Khó mà quen được á, nhiều khi mình không có nhiều thời gian mà mình khó thuyết phục được luôn. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.